Chị hai, chị được mà. Cá áo đỏ, rót ly nước uống cái coi. Em cũng đã 3 tiếng không uống nước rồi. Nếu chị dám ra ngoài thì chị rót cho em luôn đi. Chị không khát mà. Muốn uống nước thì ra ngoài đi. Nếu em không sợ thì sao em không đem sách ra ngoài đọc? Bảy Câu Lược từng nói, có thể yên tĩnh mà ngồi trên giường đọc sách là một loại ban ơn. Em biết ơn lắm đó. Xin lỗi, vô nhầm phòng. Phải rồi, nói thì nói, hai đứa tụi em trốn trong phòng lâu vậy làm cái gì chứ? Giấu cái gì vậy? Bảy Câu Lược, Khưu Hải Kỳ phải không? Yeah. Sao hả? Đọc hay không? Em tùy tiện xem thử thôi mà. Tụi em thì thực ra là định xem thử tác phẩm của các tác giả khác với trình độ của chị hai cách xa cỡ nào. Vậy có kết luận gì? Đương nhiên những tác phẩm của chị hai có chiều sâu hơn nhiều rồi, đúng không? Phải đó. Chung chung như vậy, em có thể nói cụ thể hơn không? Em ngửi thấy mùi cơm chín đó, xem thử có phải ăn cơm được rồi không? Không, để em cũng đói rồi. Ba, có phải dọn cơm không? Con giúp ba. Hôm nay món cá nấu nước, thịt bò nấu nước, ba đều dùng ớt đỏ cho nên thơm miệng lắm, nên bé hai ăn nhiều chút đi con. Được. Ba, tức là món nào cũng cay, tụi con không ăn cay thì ăn gì bây giờ ha? Từ đầu ba chuẩn bị rồi, mỗi người một chén nước, nếu không ăn cay được thì đem thịt để vào trong rửa mấy cái vậy là ăn được rồi. Wow, anh hai, ăn như vậy rất sáng tạo đó. Thanh đạm một chút, khỏe mạnh hơn. Ba à, thật ra ở bên ngoài con đã ăn nhiều đồ cay lắm rồi. Ba như ngày thường vậy, nấu là những món ngày thường ba nấu được rồi. Con nói sao cứ vậy đi ha. Phải rồi, hồi nãy chị hỏi sách của Khâu Hải Kỳ có hay hay không, em cũng chưa trả lời. Một câu nói hết, đọc không hay. Em khẳng định như vậy, nhất định có lý do của em. Hay là em viết cho chị một phần báo cáo đọc truyện cho chị đi. Hả? Từ sau trung học em đã không viết báo cáo học tập nữa rồi. Một ít được rồi mà, 6.000 từ đủ rồi. 6.000 từ... không vấn đề. Còn em, Bảy Câu Lược đó, Bảy Câu Lược có hay không? Trời ơi, được rồi. Những chuyện của các tác giả khác chúng ta một chữ cũng đừng nhắc. Người của Hùng Gia muốn đọc sách nhất định phải đọc của Hướng Thiện rồi hả? Ăn cơm. Mời bà ăn cơm đi. Thôi. Mọi người ăn cơm. Ê, bé hai, cổ con bị sao vậy? Không, có thể nằm không quen cái giường của thằng An nên trật cổ chút thôi. Không sao đâu, ăn cơm đi. Mở cửa. Ông ngoại tới rồi. Ba. Ê. Wow. Mấy đứa tụi con sao có thể ở trước mặt bé hai khen sách của tác giả khác hay được chứ? Bé hai nó cũng là tác giả mà. Trước kia chị hai đúng là nổi, nhưng mà bây giờ cho dù thế nào cũng được, Hướng Thiện là một tác giả thành công nhất. Sau đây mọi người ở trong nhà chỉ có thể đọc sách của Hướng Thiện thôi. Mấy sách cũ như vậy, mua cũng mua không được rồi sao đọc chứ? Nhưng mà phải đó ông ngoại, lúc con về Hồng Kông cũng đã tới nhà sách để tìm thử. Đúng là khó tìm dữ lắm. Không cần viện lý do nữa. Ở đây nè, bà có đủ hết sách của Hướng Thiện đó. Tụi con mỗi đứa lấy một cuốn đem về, đặt ở đầu giường để phòng bị. Ý, anh hai, mấy cái này đồ tốt không đó? Tác phẩm của bé hai nhất định là đồ tốt. Không ngờ anh cũng là fan của ảnh đó. Còn cẩn thận vậy, cắt lại hết để mà cất giữ nữa. Chuyên mục của Sâu Mập, trước kia ngày nào em cũng xem đó. Anh không phải nói thứ này với em. Anh đang nói là tác phẩm của Hướng Thiện đó. Ông chú vừa nãy ông nói Sâu Mập cái gì hả? Bé An, con không biết đâu. Năm xưa Sâu Mập ở trên tạp chí viết bản Nguyệt Hoa nổi tiếng lắm. Những cái nhật ký đăng qua, chữ chữ là thịt đó. Bộ truyện của anh sau này còn gia nhập thủ pháp tiểu thuyết võ lâm, khiến cho người đọc đọc tới thoát ly hiện thực, quyết mạch dân trào đó anh hai. Trời, sao em lại dạy hư tụi nhỏ như vậy chứ? Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó. Chỉ có thể đọc sách của Hướng Thiện thôi. Ba à, nhưng mà cái thùng thư này của ba vàng khè như vậy, ở trong có mọt sách không vậy ba? Con nói cũng đúng đó. Dù sao như vậy cái thùng sách này cũng không đủ chia cho mọi người. Mọi người tự đi nhà sách mua đi, mua một bộ tự mình giữ lấy. Người nhà mọi người cũng khá ham học đó. Phải rồi bé An à, mua thêm một bộ về đây đốt cho cậu Phong luôn. Của tôi hả? Lúc nào anh cũng phải biết chị hai chúng tôi rồi. Ba, bác sĩ, tụi con về rồi nè. Ba, nhà chúng ta phải tu sửa hả? Là phòng của con mà, màu tím con thích đó ba. Ý, nhưng tại sao chỉ có một cái giường vậy? Con bé hai thì một cái giường, một bộ bàn viết thì đủ rồi. Căn phòng của hai người đã bị xâm chiếm rồi. Hả? Vậy tụi con nằm ở đâu? Phòng bé An nè, đã dành một vị trí cho hai người đặt cái giường rồi. Vậy tôi nằm ở đâu? Sướng nhất là cậu rồi, ngoài sảnh có hai cái sofa cho cậu lựa chọn. Lộng cảnh phong. Ba, không công bằng, chị hai một mình chiếm cái phòng lớn. Bé hai nó nằm không có quen cái giường của thằng An. Hơn nữa nó ở nước ngoài, đã nằm quen những cái giường lớn rồi. Nó lại cần một không gian yên tĩnh mà viết sách. Vậy thì nhường cái phòng lớn cho nó, hợp lý lắm mà có phải không?
Ba, thật ra con cũng phải yên tĩnh làm công việc mà. Ba, con cũng phải yên tĩnh ôn bài mà. Như vậy đi, ba không ngại dựng cái phòng của mình cho hai đứa con hả? Ba thì nhiều nhất ngủ dưới gầm cầu thang, ngủ chung với cậu Phong vậy thôi hả? Ôi à, anh hai à, tại sao vừa mới ra đã ra bài lớn, anh nói tụi em làm sao mà vẫn đi tiếp được chứ? Anh nói sao thì cứ vậy đi anh hai ha. Ba, ông nói sao thì vậy đi ha? Vậy mới phải chứ. Thiên vị quả nhiên là truyền thống của Hùng gia ta. Nhưng cũng không cần đối với chị hai như với nữ hoàng như vậy chứ. Chú là khổ nhất đó, vốn dĩ chú là phần tử đặc quyền mà, giờ bị xuống tới như giới dân thường rồi. Con vốn dĩ cho rằng quay trở về Hồng Kông là tìm theo tự do, không ngờ ma trưởng của má là không chia biên giới. Kim Thành An à, má của con sẽ không ở lâu đâu phải không? Chú à, chú đâu phải không biết anh hai chú thường ngày keo kiệt cỡ nào, bây giờ ba cũng chịu chi tiền ra tu sửa căn nhà, chú nói có lâu không hả? Tìm hết kho sách rồi, sách của Hướng Thiện dư lại mấy cuốn này thôi. Thật sao? Lấy hết giùm tôi giữ lại giùm anh trước. Nè Kim Thành An, má của con lại nói chỉ là tác giả bán chạy cái gì mà. Đúng vậy, hai mươi mấy năm trước thôi mà. Vậy xem cái bản sách bán chạy bên đó kìa. Cũng đâu có tên chỉ. Nè, hay là vậy đi, chúng ta chụp lại bản sách bán chạy cho má con xem, để chị biết được chị đã xưa rồi. Đúng là có hơi tàn nhẫn rồi, nhưng để chị biết được chị không còn là nữ hoàng của thế giới này cũng không phải là một chuyện không tốt. Con ngày đầu quen biết với Hùng Hướng Thiện hả? Vậy sẽ tổn thương được nó sao? Đã nói khỏi thử rồi, bảy câu trả lời email chúng ta, nó sẽ không tới nhà sách chúng ta làm lại ký sách, cũng phải kiếm người thay rồi. Xem thử tìm tác giả nào đi. Mời tôi tham gia lễ ký sách, tôi cần chút thời gian suy nghĩ đó. Được rồi, tôi có trả lời thì gọi điện thoại lại cho anh. Ok, bye. Bé hai à, có người tìm con làm lễ ký sách hả? Dạ phải, nhà sách đó gọi điện thoại tới. Vậy chị về đây mấy ngày thì có người tìm tận cửa chứng tỏ chị hai có phải hâm mộ. Nhưng mà tại sao họ lại biết chị đã về Hồng Kông rồi? Hey, cũng không lạ đâu. Má nổi tiếng như vậy, những người có lòng nhất định sẽ có cách để biết mà. Phải đó, phải đó. Em nghe người ta nói sân bay lúc nào cũng phải có phóng viên hết, vậy họ nhận ra chị cũng bình thường thôi mà. Tại sao họ lại biết số di động của chị? Vậy nhất định có người tra được mấy cái phần mềm xã hội trên mạng mà má đang xài đó. Vậy thì biết được má từng vào các hội nhóm gì, có thể có cách để mà hỏi bạn của má lấy số điện thoại của má. Bây giờ thật lợi hại quá ha. Phải, mấy cái quá trình này không quan trọng đâu, quan trọng nhất là chị hai. Chị đừng bao giờ khiến fan mình thất vọng. Không ngờ mọi người lại ủng hộ chị như vậy. Đương nhiên rồi, em cũng không biết muốn cầm theo cuốn sách này đi xếp hàng lấy chữ ký của chị cỡ nào. Bé hai à, đừng suy nghĩ nữa, đồng ý với họ đi. Thật ra bao nhiêu năm nay, trước giờ con cũng không làm lễ ký sách gì. Nói thiệt nha, bà cũng hy vọng có cơ hội có thể đích thân đi xếp hàng, cầm theo những báu vật của bà, tìm Hướng Thiện nhà văn lớn mà bà thích nhất á, đích thân ký tên cho bà. Vậy con đồng ý họ. Hay lắm. Yes, hành động quan phục bước thứ nhất thành công. Nhưng không lý nào chúng ta gặp chị hai dễ như vậy mà. Dễ tới nỗi bản thân em cũng không tin đó. Bé Út à, bất kỳ ai cũng có điểm yếu hết, mà điểm yếu của má con thì chính là hư vinh. Để chỉ còn tưởng rằng mình là nhà văn lớn đang nổi đúng không? Tới ngày ký sách thì chính là lúc chị tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Lễ ký sách Hướng Thiện. Uê, lễ ký sách của nữ tác giả Hướng Thiện Trung Cổ nổi tiếng đây. Sao không ai xếp hàng vậy? Cô Khâu Hải Kỳ và bảy câu lượt tổ chức ở nơi khác đó. Nghe nói cái dòng người đông đô nước tấp nập, muốn chen vào cũng không chen được. Vậy có bao giờ họ không biết mình ký sách ở đây không? Nè, sao chú không nói cho các độc giả của con nghe con ở đây? Người đâu? Vậy em lập tức đi tìm người giùm chị. Dạ biết rồi chị hai. Con biết phải làm sao rồi má. Nè nè, bên trong tác giả Hướng Thiện đang làm lễ ký sách đó. Anh có muốn lấy chữ ký của cổ không? Hướng Thiện nào vậy? Giúp con sao? Những năm 90, tác giả Hướng Thiện nổi tiếng một thời với thể loại tiểu thuyết tình ái và trinh thám đó. Là ai vậy? Không sao đâu. Bây giờ nhiều nhất anh mua một cuốn tiểu thuyết của bảy câu lượt, chúng tôi tặng luôn hai cuốn tiểu thuyết của Hướng Thiện kèm chữ ký cho anh luôn được không? Nhưng tôi không phải làm thu mua tái chế mà. Anh cầm lấy trước đi. Không phải làm thu mua tái chế. Đừng khách sáo vậy mà. Tôi không cần rác thải đâu. Trời. Má, con đã giúp má tìm khắp cảng cửu tân giới nhưng cũng không ai muốn tới lễ ký sách của má. Hey, đám nhỏ thì nói là không biết con, lớn thì lại nói là con xưa rồi. Chị hai à, tụi em cho tiền luôn cũng không ai chịu tới, nói tốn thời gian đó. Không lẽ chị thật sự đã xưa rồi, đã không còn ai biết Hướng Thiện nữa. Chị không còn là nữ hoàng nữa. Bé hai, con không cần vậy mà, người Hồng Kông không biết nhìn thôi. Wow, con về Mỹ đi. Phải, con không nên quay về Hồng Kông mà. Con nghĩ Mỹ sẽ thích hợp với con hơn.
chăm sóc bản thân. Thuận lợi bình an, đi từ từ thôi. Không cần quay đầu đâu. Chị mãi mãi cũng là chị hai tốt của bọn em. Tới lễ Tết không rảnh không cần về đâu. Nhớ gửi email là được rồi. Bye bye nha. Yeah. Mọi người làm như vậy có phải là hơi tàn nhẫn hay không? Nhưng mà vì để hồi phục sự yên tĩnh xưa kia của Hùng gia, quang phục ánh sáng tự do dân chủ của chúng ta. Chúng ta không được chọn. Chúng ta không được chọn. Ừ. Vậy tính luôn tôi đi. Như vậy bác Căng sẽ không nói tôi làm con gái bảo bối bác sợ. Anh hai. Ông ngoại. Ba. Ba cũng biết mấy đứa là có vấn đề rồi. Không ngờ mấy người xảo trá tới thông đồng lại trêu chọc bé hai hả? Hả? Anh à, ngồi xuống từ từ nói. Em cũng vậy. Em thân là trưởng bối, nhanh như vậy đã quên mất ngày đó khi mấy đứa tụi nó thông đồng đuổi em đi làm buồn như thế nào hả? Em nhớ mà, anh hai. Nhưng mà bé hai đúng là khó nhịn lắm. Khó nhịn cỡ nào cũng phải nhịn. Ba, thực ra tới nông nổi như ngày hôm nay, con cảm thấy ba cũng có một chút trách nhiệm đó. Bởi vì ba thiên vị quá rồi. Ông ngoại à, cả thế giới tụi con chỉ có thể xoay theo má thôi. Giống như ông không để tâm tới cảm nhận của tụi con mà. Phải đó anh hai, anh làm vậy đúng là có chút không đúng. Anh có gì làm không đúng chứ, hả? Ngày đó nếu không nhờ có bé hai, mấy người các người đã đói chết từ lâu rồi. Hả? Ngày đó nếu không nhờ bé hai, Hùng gia chúng ta làm gì được như giờ này phút này, có mái che đầu, có cơm ăn ba bữa chứ. Chính là nhờ bé hai. Bé hai một mình nó thôi nuôi sống cả nhà chúng ta từ lớn cho tới nhỏ luôn. Ba, trong nhà hết sữa rồi. Em gái tỉnh dậy thì phải làm sao đây? Ba sẽ nghĩ cách thôi mà. Đã nói anh rồi đó, sao có thể tin hết vào anh Nhạc chứ? Làm sao anh biết được chứ? Anh chắc chắn khẳng định mà nói với anh, nó nhất định sẽ có cách giúp anh xử lý ổn thỏa công ty. Ai ngờ tiền vừa tới tay thì anh đã trốn mất rồi. Đã 3 tháng chúng ta không đóng tiền nhà rồi, giờ trong nhà còn mấy trăm đồng thôi tính sao đây? Ê, nhưng mà thiếu tiền người ta thì cũng phải trả cho người ta mà. Chú Căng, thu tiền nhà đi. Chú có trong đó không vậy? Chú đem thử coi có đúng không. Ba, có thể mở cửa rồi. Con mới đóng tiền cho ông chủ nhà rồi, mở cửa được rồi. Đủ tiền rồi. Sau này chúng ta cũng không cần trách ông chủ nhà nữa. Vừa nãy con đi ngang tiệm thuốc mua sữa bột về đây. Với lại ở đây có chút tiền, tiết kiệm chút cũng đủ chúng ta xài tháng này. Con ở đâu mà có được nhiều tiền như vậy? Tiền của đàn ông dễ kiếm thôi mà. Con nói cái gì? Không phải cái kiểu ba nghĩ đâu. Lát nữa con đi ký hợp đồng, ba đi với con đi. Tới đó thì ba hiểu thôi. Hân hạnh, mời ngồi, mời ngồi. Thì ra anh mới là sâu mập. Trước đó rất nhiều độc giả gửi thư tới, nói nhật ký sâu mập của anh vừa đáng chết vừa tức cười nữa. Anh biên tập à? Thật ra thì nó mới là sâu mập đó, còn tôi là ba của nó thôi. Thì ra con nhóc này mới là sâu mập hả? Bản nháp trước kia của sâu mập đều là tôi viết hết. Bé con à, bây giờ chúng tôi viết bản phong nguyệt đó, tôi nghĩ em cũng không được rồi. Hay là mọi người đừng tốn thời gian của tôi, về giùm đi ha. Sao tôi lại không được chứ? Cô bé hôm nay rất hút hồn, ông chủ nhìn tới cười tủm tỉm. Cô bé đá bóng cũng không tệ. Anh trai học hỏi không lo lắng. Một ông bá phụ hai con mắt. Ba cô nương sáu cái. Được rồi. Thì ra em đúng là sâu mập. Con gái anh tài viết văn khá tốt đó. Lần này hẹn em lên đây chính là muốn ký hợp đồng với em làm tác giả chuyên mục hợp đồng của chúng tôi. Nè. Ba, không sao đâu. Trước kia con đã nộp rất nhiều bản nháp rồi, hơn nữa viết thôi mà, cũng đâu có mất mát gì. Không vấn đề đâu. Anh hai, tức là nói thần tượng của em sâu mập là cháu gái ruột của em Hùng Hướng Thiện. Bé hai nó thật sự thông minh lắm. Nó ở những quán trà, nghe thấy đàn ông họ nói chuyện, rồi lật thêm tạp chí. Vậy là nó có thể đem các tiểu thuyết tình sắc đó viết tới y như là thật vậy. Nó còn đặt thêm mấy cuốn tạp chí Nhật Bản để tham khảo, mở thêm mấy cái chuyên mục nữa. Hầu như cả cái bản phong nguyệt có 8 phần bài viết là do nó viết hết đó. Thu nhập còn tốt hơn rất nhiều người làm thuê nữa. Đúng là lợi hại. Không ngờ một cô nhóc mười mấy tuổi có thể nhờ ngồi viết nuôi sống cả nhà. Thì do ông ngoại cất giữ các mảnh báo của sâu mập là của má viết.
Hèn chi hoàn cảnh gia đình của mình năm đó đột nhiên lại khá lên nhiều. Nếu không nhờ có bé Hai, Hùng gia chúng ta sao lại được giờ này phút này chứ. Nó lấy giải thưởng thanh niên văn học, Rồi nó viết những tiểu thuyết tình sắc đó để nuôi cả nhà. Sau này cuối cùng nó cũng có cơ hội có thể lấy tên thật của mình để xuất bản sách, viết những gì mà nó thích viết. Khi đó lòng của ba không biết được an ủi dường nào. Vậy mọi người nói đi, mọi người nói có phải cho dù thế nào ba cũng phải ủng hộ nó không? Chết rồi, chúng ta còn sắp xếp để làm chị Hai mất mặt, bây giờ tính sao đây? Anh trai à, nếu như anh không rảnh thì anh làm việc của mình trước đi, tụi tôi tự lo liệu được. Tôi cũng ít khi thấy lễ ký sách không có người. Lát nữa 3 giờ cô cứ tự về đi, nếu như ký xong. Không có ai biết đi học người ta ký sách nữa. Nè, ai nói Hướng Thiện không ai biết vậy? Cậu có biết tôi đọc sách của cổ đọc hết bao nhiêu năm không? Còn nữa nha, cái bộ phim mà Dĩ Cường và Xuân Yêu, tên phim đó là do cuốn sách Hướng Thiện Như Mù này mà suy nghĩ ra đó. Nếu vậy tôi không cản trở ông xin chữ ký cổ đâu. Ba à, người ta còn trẻ không biết, ba cần gì hâm người ta vậy chứ? Ba cái gì chứ, ba lấy việc nói việc thôi mà. Nhưng đích thực là hôm nay không ai xếp hàng mà. Vậy ba à, hôm nay ba sẽ thất vọng lắm. Sao có thể, nói chung con nhớ nghe, Hướng Thiện là một nhà văn hay nhất, còn Hùng Thụ Căn ba nói đó. Cảm ơn ba. Cười cả nhà. Nhà tới rồi, nhanh lên. Ê, qua đó đi. Kéo lên, nhanh lên. Đúng rồi, chỗ này nè. Nhanh lên. Anh Hai à, ba. Sớm gì đã tới rồi hả? Em cũng tới rồi đó hả? Ba, cái đồng nghiệp của con nói muốn tới lấy chữ ký của Hứa Thiện. Bạn học của tụi con cũng tới rồi. Con cũng tới luôn. Mọi người xin chữ ký không thành vấn đề, nhưng phải giữ quy tắc xếp hàng đi, từng người một nha. Được. Đồng nghiệp của em không biết chị sao? Đương nhiên rồi, chị Hai, chị không biết, chị có nhiều fan lắm hả? Tất cả bọn họ đều là xem chị lớn, không phải là xem sách của chị lớn đó. Phải đó, chị Hai à, bạn học em cũng nói là rất thích đọc tiểu thuyết của chị đó. Má là số 1 đó. Bé Hai à, đang xem cái gì mà cười vui vậy? Nhiều người tới chỗ của con ký tên lắm đó. Tại sao bây giờ những chuyện giả như vậy có thể xem là tin tức đưa ra cũng có người tin vậy? Cái gì mà giả chứ, hôm nay thật ra có nhiều người tới lắm mà. Tất cả đều là người của mình phải không? Chị Hai à, chị có nghĩ là chị nghĩ nhiều lắm không? Chị đúng là có fan mà. Ngày này tháng này Hướng Thiện chị mở lễ ký sách, nếu không có người đứng đằng sau, chị tin là sẽ không ai tới đâu. Bé An à. Hả? Sao lấy số di động của má cho người khác chứ? Không liên quan tới con đâu má, là vì ba bắt con làm như vậy đó. Má hy vọng con mau học thông minh hơn, đừng hỏi hai ba câu thì khai ra hết vậy, sau này mới tính với con. Thật ra thì mọi người không cần làm nhiều chuyện vậy đâu. Hướng Thiện chị sẽ không quan tâm người ta nhìn chị như thế nào. Chị có con đường chị muốn đi rồi. Bé Hai à, cô không sao á, vậy thì tốt nhất rồi. Vì hai của mọi người đúng là ngầu lắm đó. Không biết sao lần này con trở về nhà cứ luôn cảm thấy nhà mình có gì kỳ lạ lắm đó. Mọi người là định là con tự điều tra hay là tự nói ra đi? Lẽ nào cô đang nói tôi? Má à, má thần thông quảng đại như vậy, tụi con có gì mà gạt được má chứ, đúng là. Em có gì muốn nói không, cá áo đỏ? Bé Hai à, đúng, mọi người đúng là có chuyện giấu con, nhưng mà là tốt cho con, tôi không có ác ý gì hết. Mọi người sợ sau khi nói cho con biết rồi sẽ sợ đó. Hướng Thiện con thì có gì sợ hả? Nếu cổ đã không sợ thì chú nói cho cổ nghe đi. Nói cổ nghe rồi á thì con không cần phải trốn nữa. Người một nhà có gì phải giấu giếm hay không? Nè, bé Hai là con nói không sợ thôi nha. Anh Hai, em nói nha. Nè, em nói đó nha. Nhà của chúng ta có ma đó. Con ma sợ con nhiều hơn con sợ nó chứ. Cả chuyện này mà cổ cũng biết nữa. Chị Hai, ma chị cũng không sợ hả? Chị ở Cộng hòa Colombia có học một khóa học là linh thể từ trường học. Chị biết linh thể là chuyện thế nào? Bé Hai à, con không sợ ma. Con xem thử tấm hình này, xem có sợ không. Chà, hù con sao? Chụp được cũng tầm tạm thôi mà. Xin chào chị Thiện. Chào chị, em là Phong đi. Hai. Cậu chính là con ma đó hả? Dạ phải, phải. Biến mất cho tôi xem thử. Quay về. Chỉ vậy thôi phải không? Cũng không có gì đặc biệt. Sợ lớn hại nhỏ.
có ma. Trời ơi, hù chết người ta, hù chết người ta rồi. Trời ơi, tà khí khắp nơi. Lên giường, lên giường, lên giường, lên giường. À, vào đi. À, bé hai. À, chuyện gì vậy ba? Nè nè nè, uống ly trà nóng bình tĩnh trước nha. Không, bình tĩnh gì chứ, con không sợ mà. Mà sanh con ra sao con hiểu tánh con được. Ba, chúng ta về nhà thôi. Con biết, nhưng mà cả nhà mọi người đều biết nó ở đây, mọi người còn giống như chấp nhận nó hết vậy. Chuyện này nhắc tới là một câu chuyện rất dài. Nhưng mà bà nói ra thì con có sợ không? Không sợ. Có bà ở đây con không sợ đâu. Bà nói đi.